máy HC Hải Dương, các anh chị em nhân viên cùng tập thể các khách hàng yêu mến, một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị, tháng năm mỗi khi chúng ta nghe thấy tiếng ve râm ran, nhìn những cảnh phượng vĩ nở đỏ rừng một góc trời, đã có nghĩa là đang báo hiệu một mùa hè đã về. Không biết các bạn thấy sao, nhưng trong lòng tôi cũng như toàn thể các anh chị em nhân viên của siêu thị điện máy HC nói chung, cũng như toàn thể các anh chị em của chi nhánh Hải Dương nói riêng, đều thấy háo hức chờ đợi. Vì trong tháng năm này có một ngày vô cùng ý nghĩa và trọng đại đối với chúng tôi, đó chính là ngày hôm nay 24 tháng 5 năm 2017, đánh dấu mốc quan trọng lịch sử. HC đã đi vào hoạt động được 11 năm, xin mọi người cho một tràng pháo tay thật sực rỡ. Và để cho ngày sinh nhật của chúng ta hôm nay thêm phần độc đáo và ấn tượng hơn, những bàn tay khéo léo của anh chị em ngành hàng ICT và Mobile đã thiết kế ra một bộ trang phục mang tên Ngô Hứng. Và sau đây xin mời mọi người hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng bộ sưu tập đặc sắc này. Bộ trang phục đầu tiên chúng ta mang đến cho quý vị mang tên Cầu Vồng, với nguyên liệu chủ yếu là những chiếc xi măng xinh xắn nhiều màu sắc. Cùng với sự mày mò sáng tạo, chúng tôi đã thiết kế ra được một bộ trang phục đi biển cho phái đẹp vô cùng tự tin và duyên dáng. Dưới cái nắng chói chang của biển cùng với những con sóng vỗ rì rào, bạn sẽ là người nổi bật nhất khi khoác lên mình bộ trang phục này của chúng tôi. Tiêu chí của bộ trang phục này của chúng tôi đó chính là tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Với thấy đẹp thì điệu đà nữ tính là vậy, với cánh mày râu thì phải mạnh mẽ phong trần, lấy cảm hứng từ màu nước biển xanh ngắt với những sinh biệt biển có sức sống mạnh mẽ. Chúng tôi mang đến cho quý vị thưởng thức bộ trang phục thứ hai mang tên Đàn Ông Phải Thế, với hai gam màu chủ đạo là màu xanh trắng cho người mặc cảm thấy sự nhẹ nhàng thoải mái nhưng đầy chất nam tính, sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy của biển cả. Không giống như các anh chị em của siêu thị điện máy HC Hải Dương luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được đưa hệ thống HC lên số 1 tại miền Bắc và hàng đầu tại Việt Nam. Chúng ta rời xa những dòng nước mênh mông của biển cả và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cảnh thiên nhiên của vỏ cây trên cạn. Bộ trang phục mà quý vị đang được chứng kiến được mang tên Hòa Bình Với Thiên Nhiên. Chỉ bởi những nguyên liệu trong cuộc sống hàng ngày cùng với đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên một bức tranh vô cùng lạ mắt. Chiếc váy xòe điều đà tạo nên sự năng động tràn đầy nhiệt huyết của những anh chị em trong siêu thị điện máy HC Hải Dương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta khi nhắc đến biển, chúng ta đều nhớ đến những bờ cát trắng dài và óng, những hàng cây ghi lao đứng thẳng hàng cùng với những con sóng vỗ rì rào. Nhưng chúng ta không thể quên, không nhắc đến những nhân vật gắn liền với tên tuổi biển khơi cũng được thành bộ phim truyền hình nổi tiếng, đó chính là Anh Chàng Cướp Biển Đẹp Trai. Ngày hàng